Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào thích thì có thể vào chơi nhé. Nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải obby tới giai đoạn 100 các bạn. Thì nói chung là giai đoạn cuối cùng đấy. Nói chung là các bạn obby tới hết cái obby là được các bạn. Mình chơi cái này cũng hết tầm 45 phút các bạn. Thì mình obby tới được level 100 rồi đó, thì nó kích mình ra các bạn. Má cay thật sự các bạn à. Không hiểu luôn à, tức quái. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết các bạn. Nói chung là giờ cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Nói chung là nó có nhiều chỗ nó cũng khá là khó các bạn. Nhiều chỗ nó cái obby chỉ có một cái cột nhỏ xí xì thôi. Những cái chỗ đó là mình thấy nó hơi khó thôi. Còn lại thì với lại dễ hết các bạn. Thì bạn nào thích thì có thể vào lấy nhá. Nếu mà bạn nào không bị kích ra thì có thể nhận. Còn như mình bị kích ra thì mình chịu thôi các bạn. Nên mình không chơi lại nữa các bạn. Khá là tức. Tại vì mình chơi tới cuối rồi mà vẫn không nhận được. Giờ chơi lại mà không nhận được nữa thì cay chịu gì nổi các bạn.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.